cái tôi nghe thầy Jacky đó nói là ruler là ADC số 1 ADC, cái này tôi hơi bất bình nha. Mặc dù tôi là fan T1 thật nhưng mà Kumayoshi là ADC số 1 LCK. Ok bạn nha. Và trụ top này nó bào hết khiên trụ mất. Đứng nó ở dưới, ở trên có hai thằng à. Nó láo quá. Đại đấu khỏe ạ. Team nó cũng sợ pop lắm nha. Là tí mình mà khỏe là vẫn gánh nhận team á. Con rồi. SOS. Trời ơi. SOS, SOS. Vâng. Nghĩ là về rồi. Mỗi thẻ lại rồi. Gray 05 nó còn bật tăng tốc và nó bắn tôi như con chó. Cái đầu bây giờ không đi vào một luôn. Thua quá à. Chắc không có thanh tẩy đâu ha. Nó vào trụ nó chơi luôn. Ruler không phải là AD số 1 LCK. Mà đó là Kumayoshi. Kumayoshi thì không thể nào mà ăn nhiều W của tôi đến vậy được. Này không phải là Ruler dở, nhưng mà ý là kiểu hơi chủ quan thôi. Lao lên thường chiêu, cố tình thường chiêu mà ý là không né. What's happening? Cần tiền hả? Một thằng nào cũng cần tiền. Thằng cần 800, thằng cần 100. Ta cũng cần tiền. Tao cần tiền vậy. Tiền thì ai mà chả cần. Một wave và ba thằng giành nhau. Thôi giữ W lại anh em, giữ W lại dồn tam cùng phía đột tích. Tôi muốn lên giày vãi ra nhưng mà phân lên giày anh em ơi. Cái giày rất là quan trọng, độ đặc biệt là đối với những con kiểu phải dùng tốc độ di chuyển nhiều như Kai'Sa. Kiểu mình bắn đúc xong mình chạy, bắn đúc xong mình chạy chứ. Hay.
không có hoảng sợ thằng đấy, tôi rầm không được. Rồi nó bắn. Đợi dùm tôi, đợi dùm tôi. Ok. Ai sợ. Nhiều khi chỉ là 10.2 nha, hết ấy rồi. Hết xếp rồi. Ngọt đấy. Nói của Majusi là ADC số 1 LCK. Sau đó là đến. Ôi trời ơi, trùng. Né hộ. Né được luôn. Mày hay. Tôi nói gì anh em nhở? Tôi nói anh em cái gì nhỉ anh em? Nói anh em cái gì nhỉ?